Tiền vệ nhập tịch của đội tuyển Indonesia cảm thấy không thở được nếu thi đấu ở sân Gelora Bung Karno. Tân binh vừa có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Indonesia sau khi nhập tịch thành công Tom Hay, mới đây đã có những chia sẻ về bầu không khí ở Gelora Bung Karno sau khi dự khán trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam. Tiền vệ gốc Hà Lan thừa nhận rằng anh không thể chịu đựng được việc có mặt trong sân Gelora Bung Karno vì nhiệt độ nóng xung quanh sân vận động. Hàm lượng oxy trong không khí rất thấp, bạn hầu như không thể thở được khi thi đấu tại đây. Cầu thủ của SC Heerenveen cũng rất bất ngờ trước tình trạng tồi tệ của mặt cỏ sân Gelora Bung Karno. Bên cạnh đó là không khí rất ồn ào trong sân vận động khiến các cầu thủ rất khó giao tiếp với nhau. Dù chỉ dự khán trên khán đài ở trận đấu đó, nhưng Tom Hay vẫn cảm thấy khó thở và bị áp lực vì sức nóng ở đó. Anh đã phải đi vào phòng máy lạnh khi không thể chịu đựng thêm được cảm giác trên khán đài Gelora Bung Karno. Dù đã trở lại khán đài sau đó, nhưng Tom Hay buộc phải bỏ cuộc và không thể cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển Indonesia từ khán đài. Tom Hay đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Indonesia tại Mỹ Đình. Anh cảm thấy rất vui khi được cống hiến cho Garuda. Anh cho rằng, bất cứ đội tuyển nào đến làm khách tại Gelora Bung Karno đều sẽ có cảm giác không dễ chịu chút nào với bầu không khí trong sân vận động này.